Chuyện thỏ và rùa. Ở trong một khu rừng nọ, có một bạn thỏ lúc nào cũng chỉ thích khoe khoang về tài chạy nhanh như gió của mình. Gặp ai bạn ấy cũng phải nói thật to: tớ là chạy rất nhanh, tớ là chạy nhanh nhất đấy. Thấy thỏ chạy nhanh nhưng kiêu căng, không hề khiêm tốn, rùa đưa ra lời thách thức với thỏ chạy thi với mình. Nghe thấy lời đề nghị của rùa, thỏ phá lên cười. Sáng mai chúng mình sẽ thi với nhau tại đây. Còn nếu sợ không dám tới thì cũng không sao đâu. Nói xong thỏ chạy vụt đi. Sáng hôm sau, hai bạn thỏ và rùa đứng cạnh vạch xuất phát, đã sẵn sàng cho cuộc thi đua. Tất cả các động vật trong rừng đều đồng thanh hô to: 1, 2, 3 bắt đầu. Vừa dứt lời, rùa cẩn mẫn chạy từng bước nhỏ. Thấy vậy, thỏ cười và nghĩ thầm: à, đúng là chậm như rùa, làm sao mà thắng được thỏ ta cơ chứ. Thôi, mình phải đi tìm mấy củ cà rốt để ăn cái đã. Và thế là thỏ ung dung đi ăn cà rốt. Rùa miệt mài chạy không la cà. Thỏ thì nhởn nhơ cho rằng sức của rùa chắc chỉ mới đi được một đoạn đường ngắn. Thế nhưng khi quay lại đường đua thì đã thấy rùa chạy gần tới vạch đích. Thỏ vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, xong đã quá muộn, rùa về đích trước và chiến thắng. Thỏ vô cùng xấu hổ. Từ đó, nó không còn dám khoe khoang tự mãn về bản thân của mình như trước nữa.